chào tất cả anh chị nha. Hôm nay em đem máy VinWatt Covid Sun 318 lòng 38 ly ra phát dây nha, phát cước, phát bằng cái bát cước chống đứt dây á. Cái bát cước nó có cái cục này. Máy này em mới về xong, em vệ sinh chế xong á, chưa vệ sinh nguyên thân máy á, rồi xong ra test thử cho khách, rồi xong xong ok xong rồi vô mới vệ sinh máy xong giao khách. Được luôn nha. À, anh chị
vậy nếu mà phát dao vô mấy gò này khó phát lắm. Con này thì nó rất là dễ.